Xin mến chào các bạn, hôm nay mình có một cây máy cắt cỏ muốn giới thiệu đến các bạn ha. Cây này nó đến từ thương hiệu của Rubin và nó có tên là Rubin 302 các bạn. Nó sở hữu cái nòng là 36 ly nha, mà các bạn thấy nó dày sọc luôn. Nó rất là khỏe ha, đánh cước rất là ngon, tưới tiêu cũng rất là ngon. Còn cắt dao thì vô tư nha các bạn, cắt dao dao nào nó chơi cũng nổi ha. Nó mang một cái chế quạt khí hai kim nha các bạn, quạt khí hai kim, cái kim tốc độ cao ở trên đây ha, kim tốc độ thấp ở đây, kim đen nha các bạn, mà chứ quạt khí xịn đó. Nó có một cái chụp giật siêu bền nha các bạn, nó không có xả áp mà cũng không có trợ lực nữa nha, dọc này rất là mạnh. Ở đây nắp xăng nó có lỗ thông hơi nha các bạn, nắp xăng này kín nha các bạn. Nắp xăng kính có ròn đệm rất là ngon ha, nó có lỗ thông hơi riêng nha, do đó là máy nó mình hoạt động rất là ngon. Ở đây nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy gồm có xăng cộng với nhớt các bạn. Tỷ lệ mình khuyến cáo các bạn nên dùng là 1 lít xăng pha 50 cc nhớt nha, về đó là tỷ lệ thấp nhất nha, mình không được thấp hơn nữa. Tất nhiên là mình có thể tăng lên 60 cc, 70 cc, chứ mình không có được trở về 40 cc nha. 40 cc nó ít lắm, tối thiểu cũng phải 50 cc nhớt trên 1 lít xăng nha. Đây, máy mình hoạt động rất là ngon. Rubin đây ha, Rubin 302. Máy được thiết kế rất là đẹp các bạn, tròn chỉnh ha, kín đáo rất là ngon luôn. Bộ lửa nó sáng choang này các bạn, bộ lửa sáng tinh luôn ha. Dòng Rubin thì lúc nào nó cũng thiết kế cái công tắc đây nha các bạn, thiết kế cái công tắc zin của nó đây ha, do đó là cái công tắc này xài rất là bền luôn, có thể tới hư tiêu cái máy mà cái công tắc này vẫn còn, rất là bền luôn. Và nó có cái bao bọc ở ngoài này, nó bảo vệ cái công tắc ha, cho nó độ bền nó rất là cao. Và đặc biệt cái dòng Rubin này á, là cái IC của nó đó đóng made in Japan nha các bạn, mà có một cái là nó rất là giải nhiệt rất là tốt cho cái IC, do cái IC nó nằm hoàn toàn ở phía bên cái tum này nha các bạn, nó nằm sát phía này và ngay chân cái bánh chớn nó quạt gió luôn lên luôn, do đó là cái IC nó rất là bền. Ở đây là nó có cái mão này, nó chụp kín cái buji ha, nó để chống giật ha, chống giật chống nước mưa. Và cái Rubin này ha, đặc biệt là từ cái IC nó đi lên cái buji là nó có một cái đoạn dây dẫn cao áp rất là ngắn các bạn, do đó là cái sự cố về cái dây cao áp thì dường như là không có luôn. Tum bằng nhôm ha, rất là bền bỉ luôn. Sát máy rất là đẹp ha, dây ga xịn ha, dây đeo đệm hồng ha, các chi tiết rất là đã luôn. Nắm phía trái nè, nắm phía trái, nắm phía phải ha, có tay ga ha. Tay ga này tùy theo các bạn yêu cầu ha, mình có thể đổi tay ga bóp hoặc là tay ga sống gì đó. Tùy. Rubin biểu tượng đó là con chim én nha các bạn, Rubin rất là đẹp, cần láp 25 nha các bạn, cần láp 25 ti 7 ly 7 khía nha, rất là phổ biến luôn. Cùi nè, cùi có chống dính cỏ nè, to nha, rất là to luôn, cùi có chống dính cỏ nè, phía dưới có chống mài mòn nè ha, rất là chuẩn luôn. Rubin 302. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem nha. Dòng máy này thì hơi khỏi phải nói rồi, nòng nó dài, nòng nó dài hơi nó dữ lắm, chạy rất là ngon luôn. Đặc biệt là nó đánh cước rất là ngon các bạn. Và cắt dao thì vô tư ha, tưới tiêu thì hết sảy luôn. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem ha, hơi kéo dây muốn không ra luôn, tại vì mấy dòng dên dài, nòng dài là nó hơi dữ lắm các bạn ha.
bạn quan sát sẽ nhìn thấy cái nọc là biết nó dài cỡ nào, dài dài gọi là dài dài dữ dằn luôn á. Thì như các bạn đã biết nha, nòng dài thì nó chậm tua nha các bạn, nó không phải nòng dài mà nó lẹ tua đâu, tại vì cái chu trình mà nó tạo được một dòng á, thì nó mất đường dài rất là xa ha. Chu trình nó tạo cái bê tông, nó tạo được một cái vòng quay á, thì cái bê tông này nó đi đi cái đoạn đường rất là xa, do đó là nó dòng dên dài, nòng dài là phải chậm tua nghe các bạn. Các bạn đừng có nghĩ là nòng dài nó lẹ tua là sai, nòng càng ngắn là nó càng lẹ tua. Bê tông càng lớn nòng càng ngắn càng lẹ tua, bê tông càng nhỏ nòng càng dài chậm tua. Nhưng mà tại sao người ta phải chế chậm tua với lẹ tua? Do cái nhu cầu sử dụng của mình các bạn. Nếu mình cắt cỏ mà cỏ nặng ha, đánh cước là cần phải nòng dài, tại vì cái tốc độ chậm đó là chậm so với lẹ thôi chứ không phải chậm đâu. Chậm của chậm, chậm của cái hai kỳ là nó cũng tệ gì nó cũng phải là 7.000 vòng ha. Do đó là mình nói chậm vậy cho nó lẹ hơn cái 4 thì dữ lắm các bạn, nó lẹ hơn tới 3-4.000 vòng nữa. 4 thì lẹ lắm là 4.500 vòng, nhưng mà cái 2 thì mà nó chậm đi chăng nữa nó cũng phải đạt 7.000 vòng ha. Còn mấy lẹ tới 10 mấy ngàn vòng, mấy lẹ tua tới 11.000 vòng. Lẹ tua thì nó nhanh nhưng mà nó yếu, chậm tua nó chậm nhưng mà nó mạnh ha, nó có độ cày. Cái này là những người đã từng sử dụng, đã am hiểu về vật lý đều hiểu rõ cái việc đó ha các bạn. Chậm mạnh giống như hũ lô vậy, giống như xe cuốc, xe ủi vậy đó, nó chậm mà nó mạnh. Còn xe đua mặc dầu nó chạy déo déo dẻo vậy chứ nó chạy nó chở có một người, nó chở 2 người là nó sẽ chậm, rất là chậm luôn. Mà nó chở tải 4-5 người thì nó chạy lì lì không có ra gì hết, thì nó vậy đó, nó chậm tua với lẹ tua là nó vậy. Lẹ tua cần tốc độ, chậm tua cần độ cày đấy. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem nha. Đầu tiên cũng bơm xăng nha các bạn, đây nấm bơm mồi đây ha, đóng e ha. Còn nếu máy mình nhảy rồi mình chỉ bơm một lần, giật một lần nó nổ rồi là sao, không cần phải bơm, không cần phải đóng e gì, giật là nó nổ thôi. Hơi quá dữ luôn, cái nó không ra luôn ha. Rồi nổ nha. Mình nhắc lại nha, nó không xả áp mà nó cũng không trợ lực luôn á, cho nên nó rất là siêu bền luôn. Rồi mình lên ga lớn nha, mà thấy bóng ghê không? Dễ thương ha.
Rồi, cái video mình giới thiệu cây Rubin 302 đến đây tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu bạn có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.